Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với con game MU-BK.com. Và đây là công thành chiến cuối tuần, tối chủ nhật 21 giờ. Và đây là lãnh địa của Gui6789 này, rất là đông, chúng ta vừa lên rồi. Và công thành chiến bắt đầu sau 2 phút này. Rồi anh em bắt đầu lên công thành chiến rồi. Chúng ta sẽ tạt qua bên Alanba để xem đội hình của bên ZQCAT. Rồi anh em bắt đầu là tiến vào lâu đài rồi, do vậy mà rất ít người. Chúng ta bây giờ cùng nhau lên lâu đài thôi. Lâu đài 1. Enter. Công thành chiến bắt đầu sau 2 phút rồi. Hai gôi bắt đầu tiến tới lâu đài rồi. Vẫn như mọi khi thôi. Rất đông hung hãn. Đấy. Hôm nay đang là trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Lượt về rồi. Và bây giờ Việt Nam vẫn đang thua. Chưa ghi được bàn đã vẫn thua rồi. Anh em vừa xem bóng đá, chúng ta vừa chơi công thành chiến. Rồi, tổ trưởng này của 679 này, Uchon này, SD Nobita này, Fazer này, Bắc Cái này, Cherry Boy này, Ma Tốc Độ ở New Blanc này, đừng có nhìn Manter này, Vianney này. Rồi, rất là đông luôn. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Đấy, công thành chiến chưa diễn ra nhưng anh em bắt đầu PK rồi. Và đây là trận là công thành chiến của tháng thứ 13 nhá. Tức là con game này tồn tại được hơn 1 năm rồi. 13 tháng là chúng ta sẽ được 1 năm 1 tháng rồi. Đấy anh em, buổi tối anh em có thể tham gia các sự kiện như là công thành chiến này, săn siêu boss này, tống kim này, săn kundun này, rồi là săn boss nhẹn này. Rồi là rất nhiều các sự kiện khác. Đấy, săn rồng vàng, thỏ ngọc, thoải mái đi, giải trí, game là giải trí. Rồi cuộc chiến bắt đầu rồi. Gui 6789 chiếm được 27 giây. Và Gui ZQS đang chiếm được 61 giây. Rồi 6789 đang hơi thiệt thòi một chút. ZQS đang chiếm lĩnh được ngai vàng với thời gian nhiều hơn, 70 giây của ZQS và 30 giây đối với 6789. Rồi bây giờ mới là những giây phút đầu tiên thôi. 15 phút chúng ta tham gia công trình chiến. Và đến phút cuối chúng ta mới biết được là Gui này là Gui chiếm thành lâu nhất. Và Gui này là Gui chiếm thành cuối cùng. Còn bây giờ hãy đi cứ PK. Mỗi người một nhiệm vụ. Đấy, những ai mà có nhiệm vụ đi canh ghế, đi chiếm ghế. Còn những anh em nào đi PK, mỗi người một nhiệm vụ thôi. Phải phân chia đồng đều ra. Giật tung chim các bác ạ. Giật tung chim luôn. Đấy, game MU là phải giật tung chim. Tại vì sao? Tại vì đông người. Công thành chiến thời điểm hiện tại là gì ạ? Là khá là lag. Tại vì sao? Thứ nhất là do gì ạ? Đông người chơi cùng PK. Thứ hai là đồ họa của các món đồ mới. Ví dụ là set đồ 400 này, sói tím này, rồi là vũ khí dòng cấp 2 này, nó có nhiều hiệu ứng hơn. Do vậy nó sẽ lag hơn một chút. Thì các bác sẽ chỉnh bằng cách gì ạ? Tùy chọn chức năng này. Tắt đi các effect này đi này. Đấy. Tắt các effect này đi. Là chúng ta lại mượt thôi. Mạng cũng dây như này. Đấy. Thấy chưa? Lại mượt mà luôn. Và bây giờ chúng ta cùng soi cái đồ top hiện tại. Đấy, đồ cao nhất bây giờ đang là set 400 này. Set 400 cộng 15 rồi, full thần. Vũ khí là gì ạ? Vũ khí dòng cấp 2. Full. Đấy, tăng ma lực cộng 3001 này, cộng 15. Pet thì là gì ạ? Sói ma tí và ngựa bóng 3. Đối với khiên 400 thì chúng ta có các option như sau. Là gì ạ? Tăng tổng cộng là gì ạ? 35.000 HP khi mà cái khiên này cộng 15. Rất là ngon. Pen hiện giờ đang là pen cấp 2 nhá. Pen cấp 2 chưa có option dọc cực tính. Đấy. Pen cấp 2. Sang tháng 1 thì chúng ta mới bắt đầu nâng cấp cái ring này lên. Đấy, ring sau này sẽ được nâng cấp lên thành ring cấp 2. Nó sẽ mạnh hơn ring cấp 1 này. Cứ từ từ thôi, mỗi 1 tháng chúng ta sẽ nâng cấp một chút. Vâng thưa các bác, tu chân cấp cao nhất tới thời điểm hiện tại nó là cấp 23. Chúng ta cùng F9 lên này. Ta vào tu chân. Đây, mức cao nhất là cấp 23 là gì? Hồng Thiên. Hồng Thiên màu hồng luôn. Hồng Thiên là cấp 23 nhá. Sát thương tăng 90%. Đấy, tăng 90% khi mà chúng ta nâng cấp lên tu chân là Hồng Thiên. Còn danh hiệu thì chúng ta mắc rồi, khi chúng ta lập arc mới thì chúng ta nhắn tin tới fanpage và chúng ta sẽ được hỗ trợ là gì ạ? Mắc danh hiệu cộng với tu chân 10 năm. Đấy, và tu chân bậc cao nhất là gì ạ? Là cấp 23. Một tháng chúng ta sẽ nâng cấp tu chân một lần. Tức là bây giờ đang là tháng 12. Là gì ạ? Tu chân cấp 23. Thì tới tháng 1, 20 tháng 1 thì chúng ta sẽ nâng cấp tới bậc tu chân là gì ạ? 24.
và bậc cao nhất là 40, tức là chúng ta hiện giờ đang còn khoảng gì ạ, 17 lần tu chân nữa, tức là tương đương với việc là chúng ta 17 tháng nữa thì chúng ta mới mắc được cấp tu chân. Rất là thoải mái các anh nhá, 17 tháng nữa chúng ta mới mắc được tu chân. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật tình hình này. 6789 đang được 293 giây, còn GQCAT đang được gì ạ, 565 giây. Và chắc chắn là gì ạ, cái giải chiếm thành lâu nhất sẽ thuộc về GQCAT rồi. Còn bây giờ gì ạ, ai sẽ là người chiếm thành cuối cùng đây? Vẫn là GQCAT các bác nhá. Tính điểm rồi, tính điểm rồi, vẫn là GQCAT. GQCAT chiếm lâu đài cuối cùng. Vâng, như vậy là công thành chiến đã kết thúc. Và gì ạ, GQCAT đã ăn luôn hai giải rồi, đó là giải chiếm thành lâu nhất và chiếm thành cuối cùng. Ngày hôm nay các bác 6789 có lẽ là chúng ta đang tập trung xem bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Do vậy mà gì ạ, một số các bác không thể tham gia công thành chiến được, rất là tiếc. Một lần nữa xin chúc mừng các bác GQCAT. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong con game MU-BK.com. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.